Với bộ thuật toán này ta có thể thiết lập thêm nhiều đối tượng cho tham số đầu vào. Ta xóa bộ thuật toán hiển thị màu để tiện theo dõi. Sử dụng lại bộ thuật toán này, ta có component by arc và các vector tiếp tuyến, kết hợp cùng component number slider cho 28 phần chia. Với 29 điểm, ta có 29 cặp vòng cung. Thiết lập đầu vào hai component divide khớp cho 4 cặp đường cong. Nhập lệnh khớp tại thanh khớp man rhino và tạo thêm 3 cặp đường cong bất kỳ. Trước hết, để thấy rõ mặt lock, ta ẩn hiển thị component by arc. Thiết lập tham số C, nhấp phải. Lần này ta chọn set multiple curves và chọn 4 đường cong bên trái. Lặp lại bước tương tự với component divide khớp còn lại, nhấp phải chọn set multiple curves và thiết lập cho các đường cong bên phải. Ta đã hoàn thành thiết lập nhiều đối tượng và một tham số. Có thể xem tham số C hiển thị thông tin 4 đường cong. Dây quay đã chuyển qua nét đứt rỗng. Vì các tham số đang trao đổi 4 bộ giá trị, ta thấy tham số P đang hiển thị tổng 116 giá trị. Khi tham số đầu vào được thiết lập theo từng bộ giá trị, dây quay sẽ hiển thị nét đứt rỗng. Kết thúc bài 10. Ta có thể sáng tạo rất nhiều thuật toán, trừ các thuật toán đệ quy hay các thuật toán vòng lặp không trả được kết quả cho C cộng cộng và C sharp. Grasshopper cung cấp rất nhiều component có chức năng cơ bản, đến các component xử lý các thuật toán chuyên biệt. Ta có thể dùng thuật toán để tạo ra các số ngẫu nhiên, một ma trận hay tính toán, chọn lọc các số trong một dãy và các component đặc biệt khác giúp ta tạo ra những thuật toán phức tạp và tinh vi như thuật toán extractor. Với thuật toán từ Grasshopper, ta có thể tạo ra những thiết kế mà Rhino không thể làm được.